Rồi bây giờ thầy hướng dẫn con lớp 1 nha. Thì lớp 1 là dựng một cái mô hình nội thất đúng không? Thì làm sao lớp 1 cũng được cái bài giống vậy nè. Đó, chủ yếu là dựng lên thôi ha. Thì mục đích của cái bài này là con sẽ đưa mới lớp 1 hả? À, đó, dùng thư viện không mà, có làm gì đâu mà lo, đúng không? Nhập bản vẽ 2D vô, đúng không con? Rồi sau đó chuyển thành 3D, bản vẽ là mấy cái cửa sổ, cửa cái gì đó, đúng không? Rồi, sẽ bắt đầu làm nhá. Để trong 3D mắt nào. Đầu tiên thì vào file Customize Unit Setup nha con. Để chọn cái đơn vị là mm đúng không? Ok nha. Định đơn vị cho nó an hoàng, sau đó mình import dữ liệu vô. Rồi mình import file chép nè, người ta đã vẽ bên ba bên bên AutoCAD nè. Thì ta có chép cho con rồi đó, đúng không? Ở trên desktop. Cái gì? AutoCAD là file gốc, file file vector mà cầm với đầu con mà cầm. Hiểu không? À mở đây hả? À, vậy bạn nào lên lên tắt đèn đi. À, mình sẽ vô mở lớp 1 rồi đó, thì thầy sẽ lấy cái file building nè đúng không, đó là file kép nha con, im bọt vô. Thì khi im bọt vô á con nhớ là đây nó có một số chức năng này cần điều chỉnh cái gì không? Bên layer có để bình thường. Ok ha. Đây là nguyện mm nè. Ha, ok. Rồi. Có con. Tiếp tục nha. Bây giờ con thấy là sau khi mình đưa đưa bản vẽ vô thì nó được cái này. Thầy nhấn Alt Tab W cho nó to lên cho tụi con, đúng không? Thì đây là những cái đồ nội thất đúng không à, và thầy nghĩ là con cũng nên nên nên, nên đưa vào cái layer riêng hoặc là giấu đi để mình dễ làm đó. Đúng không? Thì trong đây 3D Max á nó có một cái chức năng này layer đây nè ha, layer có thấy không, toggle gì đó ha. Đó, những cái layer nó nằm đây, thấy không? Thì nội thất thì con có thể tắt mắt đi, đúng không? Đó, tắt mắt đi. Rồi nét tường để lại ha, đúng không? Ở đây mình có cửa này, đúng không? Rồi thiết bị. Đó. Vậy là mình tắt sạch rồi đúng không? Bây giờ vẽ thôi. Thầy nhấn Alt W để trở lại mặt chính nào, bây giờ vẽ nha, đúng không? Con hiểu không ta? Con vô cái nhớ ha, thì nhắc lại là vô cái layer nè ha, để mà quản lý đó nha. Có thể là con phải xây sở cho nó lên xíu dễ nhìn ha. Rồi thì sau khi làm xong bên đây, bây giờ mình sẽ đi tường nha, giờ thầy hướng dẫn con làm tường trước nha, đúng không? Thì con nên khóa toàn bộ này lại ha, đang mắt đang tắt tắt luôn á. À, ở đây con sẽ đi là bằng đường line nha, vẽ lại nha, nhưng mà con sẽ lướt phải vào con cái chỗ bắt bắt điểm nào, lướt phải vô thì thầy sẽ chọn endpoint để vẽ thôi ha. Endpoint thôi, rồi dùng line vẽ nha con. À, bắt điểm rồi, lướt phải là kiểm tra nữa rồi endpoint là kết thúc đúng không? Bắt rồi đúng không? Bắt ha. Rồi, rồi đầu tiên con thấy là mình sẽ đi tường này trước nè. Mình sẽ đi cái tường này. Cái này là cái sảnh này trước đúng không? Đi cái tường này thì tới đây băng qua luôn ha. Rồi bắt đầu ha. Dùng like dễ nha con.
Rồi đầu tiên bắt đầu từ đây đi. Bắt kỳ vậy. Like nào bật tết. Được chưa? Ok, tiếp tục nha. Rồi đây, thầy lít vô nó lại ha, chúng ta lít phải rồi chọn Android để bắt ha. Đấy, cái chuột này nó ưa nhầm quá. Rồi lít đây điểm bắt đây con. Nó bắt nó không có hiện giống như mọi cái. Rồi mình được một tấm tường đúng không con? Ha. Sau đó là tấm thứ hai, tấm này lấy ra mình đi ngang đây luôn ha, giữ lại chỗ này một cái con, tôi nghĩ là băng cho đi ngang đây luôn đi, đây là đúng không? Trong quá trình vẽ bạn có quyền lăn chuột cho nó lớn. Đó, một tường ha. Cái này nó bị xéo gì đó. Lăn cho lớn nên sửa lại nè. Vô cấp độ nút bạn chọn. Cái nút này kiểm tra lại coi nó bắt đi đâu vậy không biết. Vậy giờ mình sẽ thêm một nút để đẩy ra đúng không bạn? Thì trong 3D Max mà muốn đẩy nó ra thì không gì khó cả. Giờ mình tắt cái layer, cái vụ layer này đi. Đúng không? Đó, mình coi là cái thêm nút chỗ nào. Thì đây nó có cái thằng refine bạn nhớ không? Realign, refine để thêm nút nè. Thì bạn thêm một nút đây đi. Tắt cái này đi, bạn có thêm nút cho dễ đúng không? Thêm xong rồi bạn bật lên bắt dính thì bạn kéo nó hết vô. Đó, mình chọn nút này nè. Đó, vậy thôi. Đẹp đúng không? Vậy là bức tường thứ nhất coi như xong nha bạn. Bây giờ qua bức tường thứ hai. Dùng like dễ nha bạn, bắt đầu từ đây ha, nhớ bắt điểm nha. Xong. Vậy là chúng ta đã vẽ xong bức tường thứ hai đúng không bạn? Bây giờ qua bức tường thứ ba. Rồi, qua bức tường thứ tư. Quá trình vẽ bạn có quyền lăn chuột cho nhanh. Ví dụ mình lít nhầm này đi ha, bạn có quyền xóa trái lùi lại ha. Xóa trái thì cái phím này là phím delete. Máy tôi là phím delete đó bạn. Phím backspace á. Backspace á là xóa trái lùi lại. Đang xài chuột kia qua lúc này nó nhầm rồi. Rồi ok bạn. Rồi bức tường nó đẹp đúng không? Ráng xíu nữa là xong. Ok. Nhìn kỹ lại thấy chỗ này có chỗ xéo nè đúng không? Lan chuột cho to lên. Nhấn số 1 của bạn ha. Nhấn số 1 bạn có thể là đưa cái nút nó vào vị trí cho nó phù hợp. Ha, đúng không? Rồi.
Thì tới đây cái tường nó, cái tường nó bạn là nó chỉ nằm ở đây thôi, không có đi vô trong giữ đâu nha. Ở trong là cái bếp á, tường vậy thôi, tường đâu dày dữ vậy. Rồi xong rồi, còn ráng phía trước xíu nữa là xong đúng không? Rồi tôi phóng to lên xíu chỉnh là nó số cho nó bắt vợ quá đúng không? Nhấn số 1 bằng 2 là chọn cấp độ nút đó à, mình nắm cái nút mình chỉnh lại đúng không, cho nó ăn vô đàng hoàng. Rồi xong ha, nhìn chung là xong đúng không? Bây giờ mình mở layer lên, tắt thử những cái layer tường mà đó, thì mình thấy là nãy giờ mình vẽ tường được như đó, được không ta? Chắc cũng ổn mà ha. Giờ tất cả những cái này là mình cần phải attach lại bạn ha. Chỗ này nó có bị xéo gì nè, kiểm tra lại coi. Tôi mở để kiểm tra đó, tôi mở cái tường lên mà ha, đúng không? Thấy chưa? Giờ mình chọn cái này là nhấn số 1 đó, chỉnh lại đúng không, cho nó hết đó, ngay vậy đó. Rồi tắt cái tường đi. Rồi ok đúng không? Bây giờ những cái đường này nè, nhớ là tao nét W quay lại bốn mặt cái ha, để mà dễ hiểu nha. Tao nét W cho nó bự lên đó. Bây giờ tất cả này phải là một, cho nên là mình phải attach lại nha các bạn, đúng không? Mình attach cho nó lên, mời các bạn coi. Bây giờ mình sẽ đi tắt cái layer đi cho nó gọn, ở bên này nó chiếm chỗ quá. Để attach lại hết thì tại cấp độ đường của một cái tường rồi đó bạn, để mình attach nó lên lượt luôn chứ, đúng không? Mình attach qua attach multi cũng được, attach được rồi. À, dính lại nè, dính lại nè, dính lại nè. Khi mà anh trút lên lượt chứ lẽ mình anh trút từng cái tường thì nó hơi căng đúng không, mất công. Xong nha, bây giờ tôi sẽ anh trút bằng ha, đúng không? Thì dựa cho bản vẽ két đó là mình có được cái này. Bây giờ đây mình sẽ đi lên dựng mình 3D nè, bây giờ tôi dùng anh trút nè, đúng không? Thì giờ trước khi anh trút thì bạn đọc thông số sơ sơ cái nha, đúng không? Thì cài đặt đơn vị xong nè, đúng không? Mình dùng cái Android để mà mình vẽ đúng không, vẽ tường này đó, vẽ xong thì tôi viết rất là chi tiết cho bạn rồi ha, các bạn chỉ việc làm theo thôi. Và có video nữa, bây giờ chút là mình đọc cái phân đoạn cho bạn coi nè nha. Nó có 3 lần cái chút. Lần thứ nhất là 900 90 á, 90 cm mét rưỡi. Lần thứ hai là mét rưỡi. Lần thứ ba là 300, đúng là 30 á ha. Rồi bắt đầu nha bạn coi nha. Bây giờ nè, tôi nhấn chữ E để qua cái chút đúng không? Thì tôi trước lần thứ nhất thì nói với bạn rồi, đó là 9 nhiêu? 900 à, 900 đúng không? Thì do mình đang là mm cho 900 đúng không? Rồi ăn chuột cũng lớn rồi. Giờ lần thứ hai thì bạn thấy là mình đâu có để dễ trước được đâu, nên bạn phải kình vợt nó sang poly được không, hiểu ta? Trước khi kình vợt sang poly, tại cấp độ poly thì bạn sẽ đi chọn đó, bạn sẽ đi chọn, nó bị hở đúng không? Thì khoan, cần vật poly hả, cần anh dép phục hồi lại, nó bị lỗi rồi, cần anh dép phục hồi lại. Đây mời bạn coi, hồi nãy sau khi hết chút lên thấy số hở là mình cũng biết mà đúng không? Rồi bây giờ mình dùng vật test để mình giải quyết cái chuyện đó. Đầu tiên bạn nhấn corona, chọn hết tất cả các nút, sau đó bạn tìm đến cái chỗ nào mà well nghĩa là hàng đúng không? Thì con tìm đến cái well thì trong đây nó là cái well này đó đúng không, sẽ trở lại chút một cái thì thấy nó lên đẹp đúng không nào, là nó hết rồi hiểu không ta? Thì những cái chỗ đó nó không có hở nữa các bạn đúng không, là lên đẹp đúng không nào. Rồi thì ở đây mới là nãy con nói bằng 900
một cái nữa là mét rưỡi, thì giờ mình sẽ là lấy chút lên mét rưỡi làm sao đây. Rồi mình mời bạn coi edit poly nè, sau đó là tôi sẽ ở cấp độ mặt đúng không, bạn có thể nhấn số 4 là cấp độ mặt, hay bạn chọn những cái mặt này đúng không, bạn nhấn control chọn thêm, bạn nhấn control chọn thêm là cũng nhanh lắm, đó là lít chừng vài cái thôi, không tới chục cái đúng không, cho nên vết phục hồi là đó là nhấn sai đúng không, nhấn control lít đây rồi. Đúng không? Những hình trên chọn đây. Rồi ok xong. Lần thứ hai là mình làm mét rưỡi cho bạn. Đây, bạn nhìn đây. Tại chỗ modify thì những chữ E, bạn extrude lên. Extrude đâu các bạn? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh đu nó một cái. Đúng không? Mình đang chọn mặt đó đúng rồi ha. Thì cái chút đó bạn dùng chỗ này đi, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ nhập một cái con số rất là đẹp, đó là 1,5 m là 1500, đúng không? 1500 đúng rồi ha, enter. Giờ để thấy được cái phân đoạn đó các bạn vô đây nè, bạn chọn add frame tôi đi là thấy được phải không? Rồi lần thứ ba là bây giờ apply nó một cái đi đúng không? Rồi giờ lần thứ ba add chút nữa nè, là 300 bạn nhớ không? 300 nghĩa là 30 á, đó. Đó bạn có 3 lần. Đó, ba lần hết trước nha, apply luôn, xong. Vậy quay lại cái tài liệu rồi bạn thấy là mình đang làm tới đây nè, đúng chưa? Trước ba lần lên tới đây, đúng chưa? Tiếp tục. Sau đó, khi bạn làm gì xong, bạn sẽ dùng lệnh rip để bạn nói với cái chỗ này lại. Thì tài liệu rip rất là kỹ, ha, rip rất là kỹ bạn coi ha. Bạn nói hết những cái chỗ này lại, ha, thì sau đó sẽ tạo ra cái cửa sổ với cửa cái này. Rồi tôi quay lại làm cho bạn coi nha. À, bây giờ tại tại cấp độ mặt đúng không, tại cấp độ poly á, bạn nhấn số 4 này ha, tôi nhấn control để chọn hai cạnh này, một cái bên đây bạn và một cái bên đây, thấy không? Dùng rip lại bạn coi nha, cửa cái thì có cần cái đó không? Cửa cái cần không? Cần ha. Cái đó gọi là cái dầm, cái đà đó đúng không? Rồi thì cái đó mình sử dụng điểm rip nha bạn. Ở đây nè, ở đây nè, nó có cái rip nha. Bạn lấy vô rip tự động nó sẽ nói hai đó lại nha. Còn cái chỗ này là cửa đi, cho nên bạn đừng rip dưới đây lại là bước qua là hơi căng đó, đúng không? Bây giờ bạn rip những cái chỗ cần rip ở vô đây, cửa sổ nè, hiểu không? Đó, nhấn control chọn hai mặt này, nhấn control chọn hai mặt này đúng không, rip lại đâu rồi, đây dưới đây cũng vậy đúng không con, nhấn control chọn hai mặt này, chọn lại nha. À, chuột này tôi xài không quen đó, nó khó chịu chứ. Nhấn control là chọn hai điểm rồi, không, nhấn control để cộng thêm á ha. Tức là bạn chọn mặt rồi bạn nhấn control nó cộng mặt nữa, hiểu không ta? Được chưa? Rồi rip một cái rồi nó dính lại, hiểu không? Đó rồi những cái chỗ mà cửa sổ mình đã làm hết đúng không, chỗ này cửa sổ nè đó, thì nhấn control đúng không, bạn chọn một mặt rồi bạn nhấn control chọn mặt nữa thì nó đang hiểu là bạn chọn hai mặt đúng không nè, đó bạn rip lên một cái thì nó sẽ nói hay là rip lại cầu á, rip là tiếng Anh là cầu á đúng không, nhấn control chọn chỗ này rip nó một cái đó là sẽ nói hai mặt lại đúng không, còn này là cửa đi thì bạn đừng có rip ở đây cái là người ta nhảy qua hả? Đi tới đó nhảy qua là thua đúng không, đây là cửa đi cho nên là chỉ cần làm cái đà trên thôi đúng không, dầm cái đà gì đó đúng không, nhấn control cho hai mặt này rip nó rồi xong. Tuy nhiên là nó đòi hỏi bạn phải có một cái sự kiên nhẫn xíu để bạn hoàn hảo cái bài đúng không. Rồi ở đây cũng là cửa sổ nè bạn, không phải cửa đi ha, đây cửa sổ thì mình nhấn control chọn đây, làm bốn cái lượt luôn đi, nhấn control chọn đây luôn đi đúng không, nhấn control chọn đây là bốn chỗ rồi phải không, rip nè, 1 2 3 là rip một lượt luôn đúng không bạn, sẽ nhanh hơn xíu. Rồi đây là VKC nè,
nhà này bên cấp C rất là thoải mái, nó yêu cầu không hiểu ai này cho đây cái phòng người ta à. Ngoài ta đi vô là đi vô, hiểu không? Nhưng cái này nó phải có cửa sổ để nó thoát khí rồi chứ. À, hiểu không? Những control là chọn hai cái này là quỷ sứ nha. Những control chọn này nha con. Những control chọn này bốn cái riếp lượt luôn, hiểu không con? Ở nhà diện tích nó hạn chế ha. Muốn mua đất nhiều hơn xây thoải mái hơn. Những control chọn này, những control chọn này riếp một cái lượt một lượt luôn. Rồi xong đẹp. Đúng không? Tức là ý đồ của chủ nhà là muốn vậy, con nhìn nè. Con nhìn nè, nhà này toilet nè. Trong cái phòng này nè, đúng không? Người ta đi đây đi toilet cũng được, đúng không? Nhưng mà người ngoài ở đây là không đi được, người ngoài ta muốn đi toilet ở đây nè. Hiểu không? Là người ta phải đi vô đây đi toilet đây đúng không? Đó, bếp nó không có đặt đó, bếp đặt đây nè. Cái nhà này bếp đặt đây nè, hiểu không? À đúng rồi, nè nhà cửa sau đi vô đi toilet vô đây. Ở ngoài đây khách khứa ăn uống đi toilet vô đây. Còn trong phòng ngủ người ta đi toilet người ta đi vô đây. Đó là cái phòng này dành riêng cho cái phòng này thôi đúng không con? Có mấy ngoài đây đi vô phòng người ta đi vô toilet người ta chửi. Đúng chưa? Rồi. Người ta có ý đồ của người ta, mình làm theo ý đồ của người ta đúng chưa? Ý ta muốn như vậy. Rồi vậy là ổn rồi, con làm tới đây là ổn rồi. Bây giờ tiếp tục là làm cửa thôi được không? Nha, thì con mở tài liệu đọc nè. Đây là dưới tài liệu tới đây rồi con đọc tiếp nha. Tạo cửa sổ với cửa đi ha. Để tạo cửa sổ cửa đi thì tạo thôi. Ở đây cái tên cửa là cửa pivot với cửa sliding rồi ha. Rồi tạo cửa đi trước đi. Rồi mời bạn coi ha. Để tạo cửa thì đầu tiên bạn bạn vào trong cái chức năng là đo đúng không? Đo đúng không? Đo đúng không? Thì ở đây ra bo có ba loại cửa nè. Một cái loại pivot, một loại sliding với một loại này ha. Bây giờ vẽ thử cho bạn coi nha. Để vẽ mà cửa thì bạn cũng nên bật chức năng bắt dính ha. Nhưng bật bắt dính gì đây? Hiện nay mình vẫn đang bắt dính handboy là đủ rồi. Tôi dùng cửa pivot bạn coi thử nha. N là điểm cuối á. Nghĩa là nhìn nè. Thì bạn đọc cái chỗ này là bạn thấy là width deep high. Nghĩa là nó cho mình vẽ chiều rộng, chiều sâu rồi mới chứ chiều cao. Thì chiều bạn nhìn tôi vẽ nè. Không to to xíu cho bạn dễ hiểu. Đó, để sẵn nha. Rồi nhìn nè. Rộng, sâu, cao, rộng nè, bạn lít đưa chuột đây. Bạn lít vô đây, từ đây kéo đây lại ra rộng ha. Sẽ nó không bắt. Mình chưa có nếp là gì bắt, đúng không? Đúng không? Đây, nhìn đây. Từ đây kéo qua đây. Đã bắt vô đã đúng không? À, lít vô đây. Rồi đây là chiều rộng, lít vô chiều sâu, lít trên đây nè. Chiều cao. Nhưng mà sau khi bạn vẽ xong cái cửa vậy đó, thì bạn nhìn thấy ghê không? Không thể chấp nhận được, bao giờ modify bằng điều chỉnh, đúng chưa? Điều chỉnh cái gì mời bạn coi. Thì thứ nhất là mình cho mở cửa ra để vô để người ta hình dung được cái đã. Nhìn nè con. Từ ở đây là open rồi đúng không? Cho mở cửa đây đã. Đó, cái cửa này là cửa một cánh. Mà ở nhà này cửa một cánh là căng lắm, hiểu không? Con mới chơi hai cánh là double đây. Đó, đúng chưa? Thì thấy nó mở hai cánh ra nè. Bây giờ có ý kiến là không, không chịu. Nhà con không cho mở cửa vô rồi mở cửa ra thôi mà. Là con chơi là xuống đây. Được chưa? Là mở cửa ra. Hiểu không ta? Đó, mở cửa ra. Đúng không? Đúng rồi, nhà người ta còn đất trước để thôi mở cửa ra. Được chưa? Nhà mà ngay ở đường đi á, mà mở cửa ra là nó xuống liền. Đúng không? Dài xuống không? Tụi gì đó? À, phường đó với lại đô thị. Quản lý đô thị đúng không con? Xuống liền nó kêu đập cửa như cửa này làm được mọi ra đúng rồi, nó cứ lùa, đó là cứ lùa đúng không con? Đó rồi được đây, đây có hết đó, từ từ đúng không? Đây chút lùa cho con coi thiếu gì. Đây là một cái rồi, đó là một cái chuyện ha. Xây cái bài chất liệu thầy chỉ con mát sao mà chất liệu chỗ này nè, cái cửa này nè, nó giống như là cửa thiệt rồi đó, đúng không? Cửa gỗ vậy đó đúng không? Cái đó là thuộc về bài chất liệu đó, mình bàn sao nha. Còn đây nó có độ rộng, độ sâu, độ thứ thì
Thầy để mặc định làm biến chỉnh quá đúng không? Không muốn chỉnh thì cứ chỉnh nha, mở cửa ra vô thoải mái nè. Thầy để mặc định thì cũng được rồi. Rồi bây giờ đó là một cái cửa thôi các bạn, giờ mình đi một cái cửa khác là cửa sau. Thì cửa sau thì nghĩ là với cửa trước mình nên đi yên tông thôi. Đây nó có ba loại, mình chọn pivot thì tiếp tục chọn pivot nha. Khác chứ cửa nhà sau nhỏ hơn. Từ bắc. Đây. Thì lúc thiết kế bên kia người ta đã định cái thước rồi, qua đây là con dựng mô hình mà. Cái thước khỉ gì nữa hay không? Cái thước là lúc bên két đó. Đúng không? Rồi rồi. Rồi, dễ. Rồi ok. Bây giờ mình chọn pivot tiếp nha tụi con. Bây giờ tụi con thấy là mình sẽ đi bắt. Nhưng mà con nhớ mình đang bắt cái gì, bắt Android là đủ rồi. Bắt tùm lum nó chạy tùm lum ha. Nhớ không? Bắt nha. Không bắt rồi nó chạy tùm lum á. Rồi từ đây. Đúng không? Con coi vậy á, con vẽ là vẽ hoài không ra, đúng không? Có đứa vẽ cái cửa cả buổi trời á. Có thể mở ra mở vô nè. Cửa này mở cửa sau thì cũng cho mở ra luôn đi ha. Nhà mở bên chành này hết đi cho gió vô. Ok. Rồi tương tự tụi con vẽ. Vẽ đó thầy. À đúng rồi, không mình đang mở để mình thiết kế không gian, mình đóng bít bùn mình thiết kế cũng được không con. Rồi xong rồi mình đóng cửa lại ha, chút mình đóng. Bây giờ mình làm cửa sổ nè nha. Cửa sổ vệ sinh cái gì đâu căng, giống nhau hết trơn, cái gì đâu căng. Không có căng vậy đó, cửa có sẵn hết trơn nhìn nè. Mới mình tự vẽ. Tự vẽ có gì đâu này, đo đúng không? Bây giờ mình cửa sổ là win vậy con. Window vậy thôi đúng không? Thì nó có nhiều đúng không? Có gọi an win casement gì đó nhiều đó, cửa lùa giống như lớp trưởng nói nãy nè đúng không, là sliding nè, cửa lùa nè đúng không? Thôi đây thầy dùng casement để vẽ nha. Thì con có thể có thời gian thử từng loại ha. Rồi ok, nhìn nè. Thử trước ha, casement nó vậy nè. Bắt chưa, bắt rồi đúng không? Bắt đầu từ đây. Kéo qua đây. Đưa vô đây, đẩy lên đây. Đó, thì casement mình coi nó như thế nào. Thì cái, từ cái casement đúng không? Thì đã vẽ xong rồi. Thì ở đây nó cũng có những cái thông số bình thường thôi. Ví dụ là một cánh, ở đây là hai cánh à. Đó, cửa sổ hai cánh đúng không? Screen là mở ra mở vô gì đó. Cửa sổ phải mở ra. À, từ từ, để coi mở đâu cho open đâu rồi, trốn luôn. Đâu? Open này nè, open này nè. Này đang mở vô nè, đó, nó đang mở vô đúng không? Cửa sổ cũng phải mở ra đúng không? Mở vô đặt đầu á. Đúng như là rồi. Nhưng cái độ rộng á, cái độ dày thấy bất hợp lý không? Quá bất hợp lý. Thì ở đây con điều chỉnh thôi. Rồi điểm. Đấy, đúng không? Có thể gõ một con số chính xác là mình nghĩ 50 được rồi. Đúng không? 50 thôi, quỷ. Rồi, cái chiều cao nè. Chiều cao thì cứ để mặc định thôi. Tại vì nó bắt theo cái hình nãy mà con Z nè. Rồi, tiếp tục nha, là mình có cái độ dày nữa nè. Độ dày cửa này đúng không? Thầy nghĩ độ dày này chắc 50 rồi, được rồi. Ha. Ok. Đó, thì em thấy đây là một loại cửa ha. Giờ mình không thích cửa này, dễ cửa lùa thử. Giờ lớp trưởng là khoái cửa lùa đúng không con? Rồi, giờ thử nha. Nếu mà con thấy xấu là con cứ đè lớp trưởng xuống đánh nha. À, lớp trưởng thích cửa lùa sliding nè con. Thì cửa lùa thật ra nó đơn giản như này. Cũng vậy thôi, con đọc nó là chiều rộng, chiều sâu, chiều cao. Nghĩa là đầu tiên con phải kéo chiều rộng, được không mấy đứa? Đẩy vô chiều sâu rồi mới đẩy lên chiều cao, hiểu không? Rồi giờ lùa cho lớp trưởng coi nè, lùa nè lớp trưởng, lùa nè nha. Thì nó open á, đúng không? Là nó lùa lên lùa xuống nè lớp trưởng. Hiểu không? Thì từ, đây là coi thử nha. Thì nó có những thông số thì mình bắt đầu điều chỉnh từ từ. Nó là open dạng này, rồi nó có cái gì? Dạng này nữa nè lớp trưởng ha. Đó đúng không? Giờ lớp trưởng muốn lùa luôn thì nó chỉ vậy thôi nha. Đó nó được vậy thôi. Hả? Đâu? Đấy hả? Đâu không liên quan gì hết, đó map rồi hiểu không? Vậy thôi. Đó hiểu lớp trưởng? Hiểu không? Đó thì có mấy cái loại đó tụi con nói chung là tự khám phá nha. Rồi phần còn lại là con vẽ tương tự, hiểu chưa? Vậy là thầy đã hướng dẫn con xong cái phần vẽ cửa, vẽ tường đúng không con? À, những cái cửa còn lại do thời gian là cái clip nó dài, nó render nó nặng lắm, hiểu không?
tụi con là tự vệ những cửa còn lại hiểu không ta? Nhưng mà nhớ dặn nè, cửa sổ loại gì thì dùng một loại thôi, đừng qua đây cửa lùa, qua đây cửa kéo, qua đây cửa tùm lum ra nha, hiểu không con? Một loại thôi, cửa đi thì nào một loại thôi, đúng không con? Con vô cái nhà, à đúng rồi, vô vô nhà mà mỗi chỗ mỗi cửa thì lại căng. Rồi tụi con làm tới đây xong rồi đầu thầy sẽ đi làm tiếp cái gì á, nội thất đúng không? Thì nội thất trong bài này mình dùng thư viện không à, mà thư viện thì cung cấp cho tụi con, hiểu chưa? Rồi giờ dừng cái clip này đây, con làm đây trước thì tính ha. Tụi con thầy đang quay mà.